Hello, welcome back to đoàn chơi game Skibidi. Yo. Ok, vào game. Ăn thật nhiều rồi. Cái gì? Cái ông này nó đi. Rồi, sang một game khác. Chơi cái đồ toilet bây giờ đồ cái ông đồ camera. Kích thước khổng lồ rồi. Nó cầm to hơn. Ủa đây được, ông này to này. Đây. À, đây là... Ui, thua. My Angela. Cho mèo uống nước này. Màu xanh kìa vậy. Bị khóa hết thế này. Con đôi mèo đi du lịch.
Trong game này có rất nhiều thứ để chơi này. Răng rửa mặt. Lược cho mèo. Trên lúc ngủ rồi. Mèo phát sáng luôn. Chúng ta chơi Aqua Park. Server game. Hôm nay chóng mặt không? Cho cô bé này đi. What the? Ôi! Chết bay ngoài đường. Ôi! Trời quá nguy hiểm. Ất cái cô bé này ra. Ui, tốc độ cao chạm nhẹ cái bay tần đầu luôn này. Chỉ là trong mặt. Không còn ai là đối thủ nữa rồi. Xem thứ tư, ông trời tốc độ chậm thế. Xem thứ ba rồi. Xem thứ hai rồi. Chúng ta đi chơi game Rainbow Immortals cho đơn. Game này như Squid Game vậy. Oh my god. Còn mỗi một mình thôi. Mario Kart. Phá game. Quá ta. Đỡ hết đi. Thank you.
À không, kéo được nhỉ. Ui. Ôi trời, mãi mới ăn được cái màn này. Siêu nhân xanh. Ba sao này. Skin mới. Going for. What? Ta đổi sang cái map xanh xanh rồi. Tí nữa trở về thôi. Level 49. Chắc rồi phết cái màn này. Ta chơi Crop Battle. Chơi đi xem game này chơi nào. Ôi dễ thế. Dễ. Rồi game này online đấy. 50 triệu lượt tải đấy. Ra ngoài là hỏng rồi.
Game này khá dễ chơi thôi. Ăn. Minecraft. Tiếng chân nghe về khá là to đi. Đánh bay lượn rồi. Zombie cưỡi gà này. Ui, con này.